Hello. À, xin chào anh Già Hỷ, nhà Nguyễn Tấn Hỷ, nhà thơ vĩ đại của Lê Cô Công Tâm. Sáng hôm nay là nói chung là trực nhà nghỉ đói quá, cho nên là bây giờ sáng trực buổi tối mời anh ăn buổi tối, và coi như là làm thêm là một cái lon này nữa. Anh thấy không? Coi như là ăn là con là phải đeo cái khẩu trang như thế này. Khi mà khách mà ra vô liên tục thì bắt đầu mình ốc lên vậy. Chứ không là mình bây giờ mình là làm cái 5K đó. Nó rõ đó. Anh biết làm sao nó sưng tấy cái lỗ tai luôn. Sưng tấy vào lỗ tai nó quen. Covid này nó khổ quá. Thôi bây giờ lên mà ăn được không? Một số bài thơ của anh em mình, anh là Hoàng Đăng Du rồi, nói chung là tất cả anh em như Thạch Thảo, Bình Dương rồi, các anh ở La Dinh, nói chung là ở khắp mọi nơi, Văn Phong Thu rồi nhà Văn Thanh Bình, nói chung là phổ thơ thì cũng cảm hứng, cho nên là một số anh em mình cũng đừng nghĩ là ông Đậu là tại sao không phổ thơ mình rồi lại phổ thơ người này, tôi như có phổ hoa thì nên là sáng này nói chung là cho nó vui, và mình cũng ít ra ngoài phố, nói chung cũng ít ra ngoài phố, mình không sợ. Rồi bữa nay mà coi như mắc dịch rồi, coi như nhà ai nó chịu thôi chứ còn còn không ai chịu nữa cả. Bây giờ là mình đã ăn theo cái kiểu nhà nghèo, ăn mì tôm, giống như anh mấy bữa anh cũng chơi mì tôm, mà bữa nay tôi thấy anh chơi một cái chai như thế này là quá xa trời luôn. Cái đó là đấu giá được rồi, đấu giá của anh Hoàng Đăng Du cho tôi mấy cái sâm, hai cái sâm đó mà tôi cũng chưa có làm gì hết đó. Mà tôi đâu có dám nói ảnh đâu, bữa nay nói anh là coi như anh nghe hết rồi đó. Chưa nói thì cũng không gì hơn, sáng nay là vui vẻ là ăn mì tôm, tôi đeo kính vô đây, tôi đeo kính vô. Cái này là của ông Quang Giao, ông Quang Đẩu thì ông chưa dậy đâu, ông Quang Đẩu rồi ông biết rồi, ông phổ thơ cả đêm cả hôm rồi, ông chưa dậy, giờ này ông chưa dậy, lát nữa tôi kêu ông dậy rồi ông coi một số bài thơ của anh chị em mình đó, rồi xong rồi bắt đầu tôi nhờ ông phổ rồi ông hát luôn. Tôi với ông là coi như là bà con anh em, anh em là coi như chú bác, cho nên là ông cũng giống ông, nói chung là cái phong ông không giống tôi, tóc ông cũng dài. Nhiều khi ông hát cái bài gì mà em là con cái nhà ai đó, ông hát ông thắt bím rồi này nọ, nhà Văn Phong Thu Miên mà cũng khoái cái thắt bím đó, cho nên có một bài thơ 5 phút rồi làm cho tôi, 5 phút là tặng mà tôi chưa phổ biến cái bài thơ đó. Là tôi cũng sẽ phổ biến cái bài thơ đó rồi nhờ ông nhạc sĩ Quang Đậu ông hát vô. Tôi đọc qua, nói chung là tôi đọc qua tôi kiểm duyệt xong rồi bắt đầu tôi mới nhờ ông là hát để mà tặng cho anh em mình. Còn cái chuyện mà anh em nghe không nghe cái đó là chuyện của anh em, nói chuyện của mọi người. Còn bây giờ là tôi phá thơ của ai là người đó phải cùng với tôi phải chịu trách nhiệm, gọi là phá thơ. Ở đây anh em mình là tinh thần coi như mình hát cho nó vui thôi, hát thơ chứ mình cũng chả khoe khoang mà như thế này thế nọ là nhạc sĩ như nào, tôi đâu có nhạc sĩ. Chẳng qua bây giờ ví dụ như người ta nói mình là coi như phổ có một bài nhạc rồi mình kia gửi đi chỗ này gửi đi chỗ kia, hoặc là gửi qua bên hội, hoặc là gửi đi một cái chỗ nào đó, một cái đơn vị nào đó là nhờ sáng tác chẳng hạn, hoặc là một nơi nào đó là đưa ra một cái phong trào viết, đó nó biết được là mọi người thích cho nó phong ánh chức nhạc sĩ. Còn các anh nhà thơ nhà văn thì nói chung là bây giờ thơ văn thì anh em nào cũng học học từ lớp 1 y tờ y tin đến 12 đến đại học và sau đại học nữa, thì anh nào theo chuyên ngành
còn còn không thấy tiếng Anh thì bây giờ các anh cũng là vốn nếu là làm thơ từ đó rồi, anh nói chung anh em là học là coi như cũng phải biết là làm vài chữ, là chữ Hán, là chữ Hán, là chữ Nôm cũng như chúng anh nào chuyên nghiên cứu về cái đó thì anh có thể anh viết cái đó. Còn thôi mình làm tầm bậy tầm bạ, mình hát tầm bậy tầm bạ cho nó vui chơi cùng với anh em mình. Tôi rất thích anh. Anh già anh già có nghĩ ngoài sau đó bao nhiêu anh Hoàng Đăng Du, Hoàng Đăng Du bây giờ nhập môn phái là chăn nuôi rồi trồng trọt rồi nọ, nói chung là mình rất thích anh em mình. Còn và một số nhà thơ văn nữ ở nước ngoài như Phong Thu, Thanh Minh, còn nhạc sĩ thì như cả anh nhà thơ anh ở nước ngoài là anh Vĩnh Điện, còn ở gần đây thì là anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Long, rồi anh nhạc sĩ Điền Trãi, vân vân. Nói chung là anh em mình cùng là hỗ trợ nha. Anh thích cái gì rồi mình chơi cái đó. Riêng tôi thích đánh du kích thôi, đánh theo cái miệng mì ăn liền. Hồi nãy giờ nói với anh mà chưa ăn một cái miếng nào hết rồi, nó nhão rồi. Thôi bây giờ mình ăn miếng đi. Ngon không? Mình bị omachi. Bà xã mình mới đi siêu thị hôm qua, cũng mới mua về để chuẩn bị cho cái Tết. Tết hôm nay là nói chung là cũng buồn. Mai miếng thì mai ngày mai, mai bây giờ mình có che dù trong nữa nó cũng ra hoa. Mà có nhiều anh là anh che dù đó, khổ vậy á. Thôi không có mai thì mình chơi cái thứ khác, chơi bông hoa cúc hoặc là gì đó nó vui vẻ. Rồi sẵn đây thì coi như mình cũng chúc anh với gia đình còn mấy ngày nữa thôi ăn Tết vui vẻ, có bao nhiêu tiền thì mình ăn bao nhiêu tiền thôi. Dịch giả đâu có làm được ra gì đâu, nghe em bán nước mà nhưng mà dạo này anh sao anh bán được. Thôi chúc gia đình anh, đại gia đình cùng anh Tết vui vẻ, đại thắng cho cái năm mới năm 2022. Xin gửi lời thăm tất cả các anh em trong hội văn nghệ Pleiku sức khỏe dồi dào, thành công tốt đẹp và làm sự người ấy. Xin chào anh. Chào anh.
mắt em lấp lánh giờ nắng soi vào nỗi nhớ biên cương. Bồi hồi đầm trên xác lá vô tình chạm phải niềm đau trước khi mùa xuân gõ cửa lạnh còn tên bước bên đó.